Hello, chào mọi người đã quay trở lại với channel của Thế Giới Đồ Không. Và hôm nay Thế Giới Đồ Không giới thiệu tới tất cả mọi người những cái dòng sản phẩm kim kẹp cá đang có mặt tại cửa hàng Thế Giới Đồ Không. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem những cái loại kim kẹp cá tại cửa hàng ha. Ở đây là mình có một cái dòng sản phẩm của thương hiệu Asari này. Đây, tức là nó ở trong cái hộp như thế này ha. Đó, thì đây là một cái dòng kẹp cá của thương hiệu Asari. Rồi ở đây là một cái dòng sản phẩm kẹp cá nữa của thương hiệu Megapara. Dòng sản phẩm kẹp cá của Megapara. Rồi bên đây là một cái dòng sản phẩm kim kẹp cá nữa của thương hiệu Piano. Cái này thì vừa kẹp vừa cân luôn ha. Đó, cái này đây, cái ở bên đây là khi mà có chức năng vừa kẹp vừa cân đó, nó sẽ hiển ký của con cá đây ha, rất là tiện luôn. Rồi đây là cái dòng sản phẩm của Megapara. Đó, Megapara thì nó mở ra là như vậy nha, mọi người có thể xem ha. Đó, đây là của Asari. Đấy, cái dòng sản phẩm này ở cửa hàng có rất là nhiều. Và đây là cái một cái kìm kìm gỡ lối gỡ lưỡi ha. Đây còn đây một cái rất là đẹp, kìm rất là đẹp, nhìn rất là sang. Đó, cái dòng sản phẩm này thì ở đây cũng nữa là một cái thức cá luôn, nó nhỏ hơn so với đây. Nó là kẹp như thế này. Thì bên cửa hàng của Cofimax đây có đầy đủ các cái dòng sản phẩm này. Và bên đây cũng còn có một cái nữa là cái rọng cá đấy, rọng cá đấy ha. Đó, cho mọi người xem luôn ha, cái dòng phụ kiện mà khi chúng ta lên cá rồi chúng ta sẽ sử dụng cái gì. Đó, này thì anh em nào mà đi câu cá mú nhiều là biết luôn, những cái là biết ngay. Đó, đây là một cái hộp đựng phụ kiện kinh nhiều nữa ha. Đó, những cái sản phẩm này có đầy đủ tại cửa hàng. Và bên cửa hàng này luôn về rất là nhiều mẫu mới. Thì các anh chị nào mà quan tâm những cái dòng sản phẩm này có thể đến trực tiếp tại cửa hàng để xem, cũng như là bên có thể để lại số điện thoại hoặc là inbox bên dưới để shop tư vấn cái dòng sản phẩm nào mà anh chị quan tâm ha. Bên shop thì sẽ kiểm tra hàng trước khi thanh toán, giao hàng toàn quốc, ship đến tận nhà luôn, đảm bảo hàng đúng như là mô tả. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Hẹn gặp lại với mọi người trong những cái series tiếp theo về các cái dòng sản phẩm câu cá tại cửa hàng đồ câu Fishmark. Vâng, cảm ơn tất cả mọi người. Xin hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.